thao tác gán tài nguyên, mở website. Để gán một website vào một đối tượng có sẵn trong trang Flipchart, chúng ta thực hiện các bước như sau. Ví dụ nhấp chuột vào ngôi sao, sẽ mở website romithianlanet.com. Bước 1, chúng ta nhấp chọn vào ngôi sao. Tiếp theo, bên cửa sổ trình duyệt thao tác Action Browser, chọn lệnh mở trang web, Open Website. Trong ô URL gõ www.romithianlanet.com hoặc copy đường dẫn của trang web dán vào. Cuối cùng nhấp chuột vào áp dụng các thay đổi, Apply Change. Lúc này nhấp chuột vào ngôi sao sẽ mở ra trang web romithianlanet.com.